kỳ sứ Nam Cung Quy. Bẩm thánh cô, mặt tướng đang chờ lệnh dạy. Hôm nay Trác Phùng Hưng trở lại. Bẩm dân, hắn sẽ trở lại. Vô lễ, hãy gọi là Trác công tử. Bẩm dân, Trác công tử sẽ trở lại rước cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ. Câm, không được nhắc điều ấy với ta. Bẩm dân, ta xin lỗi bạch kỳ sứ, ta quá nặng tay. Thanh cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi. Đánh cho thật đau, đánh cho thật mạnh mà đừng phải băng quăng. Cho máu lễ trang hòa kết đồng tương tư. Cho mặt tương được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu. Cho đời nhẹ nỗi cô liêu. Con tiện tỳ kia cướp của ta một hình ảnh tuyệt vời. Thanh cô chỉ căm hận một người, còn mặt tướng thì căm hận cả hai, vì đều làm đau khổ thánh cô. Không, ta căm ngươi không được xúc phạm đến chàng. Mặt tướng xin đau đớn dâng lời. Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được Phùng Cẩm Loan. Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì? Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng gươm đau và sắc máu. Khi yêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích. Tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi. Hả? Sao cô nương biết là tôi không biết yêu? Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa. Chính những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhạc đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón trăng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa hương, yêu dòng trường giang bát ngát chơi cô lai đò cất cao giọng hát, yêu cánh biển rộng trời cao, yêu tiếng ve cát đêm hè, yêu xác ngô đồng chiều thu, yêu hoa tuyết sùng ngày đông. Nhà ngươi nói năng lộn xộn mà giống như là một kẻ phục điên. Có lẽ tôi là một kẻ điên cuồng nên yêu mà không phải giết ai. Nhà ngươi chớ nên ăn nói ngông cuồng mà chẳng được còn đây. Cô nương, cấm ngay. Thương tình ngươi là một kẻ khùng điên ta tha cho lần này, nhưng hãy rời khỏi đi ngay, đừng để gặp lại ta mà không toàn mạng. Nhớ, ta đi đây. Cô nương, cô nương. Đổi thì tôi đi nữa. Bạch kiếm Dương Hồ Vũ, hãy dừng lại. Sát nhân dùng quý kiếm, tôi với ông không thù không oán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy? Vì giữa chốn giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi hãy rời khỏi Liễu Châu thì mới mong sinh mạng được an toàn. Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó thì ta sẽ tặng người một số tiền to đủ mà cơm rượu ấm no. Còn nếu không thì sẽ ra sao? Không dâng lời thì chết chứ sao? Đây một túi vàng nặng chứa 200 lượng vàng, hãy cầm đi
mau rời khỏi Liễu Châu. Vàng, vàng ơi, ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Nhưng sao mi hồi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay Bẩn Thiểu, trả mi lại cho người trao đó. Khốn nạn, dừng lại! Không ai được quyền tự tung tự tác trong lãnh địa Phùng Gia Trang. Cô nương hãy về đi. Ông này lạ chưa? Tôi binh vực ông mà sao ông đuổi tôi? Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là... là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ, không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lãnh vực Phùng Gia Trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da, sát nhân vô huyết kiếm, không được động đến nàng. Sát nhân vô huyết kiếm. À, tháo nào tháo nào. À, ông ơi, ông có sao không? À, không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bình vực cho. Xin ân nhân chứ quá lời làm tôi thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà lại dũng về ngạo nghệ ngang tàn giữa lưng trời. Không thấy được thái sơn, kẻ thi ân thành kẻ con. Xin ân nhân vui lòng cho biết quy tâm tôn danh. Dù ca ơi, gặp gỡ hôm nay rồi bao lâu mới lại tương cùng. Chớ nghĩ làm gì đời đều mấy ta hồn. Sương gió giang hồ gặp lại có gì vui. Rợn ca định đi đâu đó? Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ dạ đói khát hôm nay. Ân ca, cô ta đây. Cô kiếp, nhà ngươi lại muốn gì mà lại chỉ kính mặt mày phường đảo tặc? Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng. Đừng hòng đùa cỡ cái loài quá nhiều gái dọn. Hãy xem đây. Phùng Cẩm Loan, đừng khiếp đảm, có anh đây. Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi. Trác đại sư ca. Sư muội, em đến đây đón đại sư ca. Đại sư ca đến muộn quá à. Long sư muội, ba hôm nữa Kỷ Quan sẽ đến, em có theo anh về Bạch Mã Sơn không? Các đại sư ca kỳ quá à. Nè, trong em thẹn thùng như một loài hoa phong kính nhụy. Anh nghe lòng mình xao xuyến một tình yêu. Này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm. Thơ mộng quá ha. Cô nương là ai? Hỗn lâu, hãy gọi ta là Thánh Cô. Thánh Cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của Thần Long giáo chủ. Long sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng Gia Trang đi em. Trác Phùng Quân, Chu cô nương, vài hôm nữa tôi và Long Mũi sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn. Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta? Vì tôi đã có người yêu. Xin giả biệt. Trời ơi, lời giả biệt dối vàng hương giao, làm tim ta nhói đau như ai xương ngàn đau nhọn. Mộng Thi Thanh cô nương ơi, rồi mi sẽ sống sao đây khi phải cúi đầu khuất phục trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay chờ đợi nát linh hồn. Nhưng lọn tóc xung xanh đang quặn nặng đau buồn. Lần đầu tiên trong đời một người con gái, ta phải cúi đầu âm thầm nuốt nhục đau thương. Một lời truyền muôn kẻ rắp tuân theo, một tay dung là bao thấy người ngã gục. Nay phải tuyệt vọng lần dò tìm hạnh phúc, ta có muốn khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn trào. Trác Phùng Quân, Phùng Cẩm Loan, ta chưa chịu thua đâu. Các người sẽ coi ta, đừng trách ta sao độc ác.
Dậy, dậy đi, sao nằm ngủ dưới dạ cầu vậy nè? Đời một kẻ giang hồ phiêu bạc, được ngủ dưới dạ cầu cũng ấm em lắm rồi. Mà cô nương là ai? Tiểu muội là Cao Từ Niệm. Còn mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là Vô Danh Đại Ca được rồi nghe. Vô Danh Đại Ca, cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy? Lúc nãy tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn Thần Long giáo tài quá, tiểu muội phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca luôn thèm rượu lắm phải không? Ồ, đúng vậy, cô nương quả thật là tri kỷ. Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu muội rót từng chung rượu nhỏ để dân mời. Vô Danh Đại Ca vừa mới gặp mặt khi đại ca là tiểu muội nghe có gặp tình muội biết cách giang hồ thường ưa rượu vì rượu thái hơi lòng của tuổi hồng xuân một rượu rót uống từng chung tuy uống không đã thèm nhưng được cô nương dân hầu lòng lãng du như âm lửa uống rượu như cái kiểu này mười bầu cũng không sai được nữa. Uống cạn bầu này xong Vô Danh Đại Ca còn muốn uống nữa, xin mời đến nhà em cùng tụ tập với phụ thân em. Cô nương, nhà tiểu muội ở chân núi Bạch Mã, tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân, bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi tiểu muội về. Kìa, Niệm cô nương, Niệm cô nương, người ta đã đi rồi. Kìa, sao Long cô nương còn trở lại? Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đó. Thưa cô nương, ân cao dài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm. Vâng, tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cưới về Bạch Mã Sơn, vui công phu phụ cùng Trác Phùng Quân công tử. Vâng, tiểu muội là kẻ ở quê trung với chăn đêm nệm anh, nên muốn ân cần trao tặng ân ca chiếc áo. Kẻo sương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai phiêu bạc giang hồ. Xin ân ca hãy nhận cho tiểu muội được đã an bài còn biết nói năng chi, kẻ ở quê trung lại nặng lòng sương gió, ai khiến xuôi chi một lần tương ngộ mà lại đổi thay cả bao nhiêu năm tháng cận kề. Nhận áo ai trao lời nghẹn nói, gặp gỡ nhau chi qua muộn màng. Ngân trái buồn trên lối sỏi chưa lời hò hẹn đã ly tan. Loan cô nương ơi, tay ôm áo ai trao như ôm trọn niềm tâm sự của một kẻ ngỡ đã trọn tình luân lạc bốn phương. Giờ nhận thì nghe đau tuổi trong hồn, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói. Kỷ niệm sẽ phai đi màu mong
đợi, vì mai mốt đây cô nương đã phải theo chồng. Núi sông ngăn cách muôn trùng, đường về bạch mã chập trùng sương gieo. Mịt mùng sông nước đều hiu, từ trong nhẫn áo nghe lòng bâng khuâng. Không không, tiểu muội bắt buộc ân ca phải nhận áo của Cẩm Loan đó. Phùng Cẩm Loan cô nương. Từng mùa thu đi lá khô rách rơi lệ già, từng giọt sầu rơi rơi lắng nghe xót xa nghẹn ngào, lòng ngậm ngùi thương tiếc nghe gió lòng ngoài nghe lạc loài từng cánh chim trời xa. Rồi từng mùa thu qua lá khô vẫn rơi rụng nhiều, lòng gần xa xôi thương như nhớ thương một người, người ngoài ngàn dặm xa như cánh nhang mịt mùng, người ngàn dặm gió sương có nghe nặng sâu. Cẩm Loan, mùa thu này anh sẽ đưa em về bạch mã sơn cử hành hôn lễ. Trác đại sư ca, không biết tại sao tiểu muội bỗng nghe buồn rưng rức khi biết mình sắp phải xa lìa. Nhưng tình thương nơi cố từ bây giờ sau này, quê hương cách trở bóng chim bay, xót xa tâm sự chung hoài hương thêm nhớ thương. Mùa thu này lá rụng nhiều, đường xa hung hút bóng hoa câu, xót xa ly biệt mỏi mòn sợ tất cả rồi sẽ thành áo anh. Cẩm Loan ơi, áo ảnh đã đưa anh vào một tình yêu vô cùng thơ mộng, rồi hôm nay bỗng nhiên sầu đứt đoạn khi những lối về xưa còn in đầm bóng trăng thề. Mình đã trao nhau từng ánh mắt dùng về, năm năm dài chưa chan bao kỷ niệm, sống êm đềm trong tối mộng thần tiên. Dù em chưa một lời hứa hẹn, dù chúng mình chưa hề nói tiếng yêu nhau, nhưng tâm tư đã kết chặt một lời với hoài dòng sắc son và tròn duyên đôi lứa. Trác đại sư ca, xin ca
hãy quên đi những kỷ niệm mơ hồ, cho mỗi đợt sống nơi đây thêm vài thu nữa, hầu an ủi cha già trong bóng xế chiều hôm, rồi mũi sẽ theo anh về Bạch Mạc Sơn để giữ tròn lời hứa của gia đình hai họ. Tuổi của chúng ta còn ngu khờ vững dài thì vội vàng gì trong cuộc hôn nhân. Cẩm Loan, em nói gì lạ vậy? Hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ? Không, không, phụ thân của em không hề thay đổi. Thì tại sao em lại đổi thay? Vì tiểu muội. Phùng Cẩm Loan, phụ thân ơi, con xin ra mắt sư phụ. Hai con hãy đứng dậy. Thưa sư phụ, hình như sư phụ có điều gì lo lắng. Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ. Dù rất nể huyết bà, dù rất kiên quai dòng họ Trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ chẳng được cướp đoạt xe qua. Trời ơi, Loan sư muội, em đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân, giết hết bọn thần Long giáo, Trác Phục Quân dạng. Không dễ dàng thì con nghĩ đâu, vì uy quyền của thần Long giáo trùm kính cả Liễu Châu, và Chu Thiên Mãn là một tên vô cùng quỷ quyệt. Nhưng thưa sư phụ, tại sao bọn thần Long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân? Đó là một lý do thầm kín mà sau này cả con sẽ hiểu tận tường hơn. Với bao nhiêu quan trái buộc ràng tàng giữ kín đã 10 năm, trong thầm lặng và cô đơn. 10 năm sầu gói gươm vàng ẩn mặt chốn giang hồ, ta đã quên bỏ cuộc đời, nhưng cuộc đời chẳng quên ta. Phụ thân ơi, bao tháng năm qua yên ổn nơi này, cha chưa có một lần rời khỏi phùng gia trang. Thề có lý nào đâu câu chuyện ngày xa xưa. Chuyện đã 10 năm qua mà như giấc mộng một đêm này, con sẽ giúp được những gì để đáp đền ơn thương mến. Dù cho con phải gục chết để giữ vững thành danh, con quyết chẳng sờn gian đối mặt cùng nguy nan. Phục quân, ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi các con hãy vào trong. Sư phụ, ta bận tiếp một vài người bạn mới, hãy đi đi. Thưa dân, đi Loan sư muội. Lạ quá, trong đôi mắt của Loan Nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng, hình như nó không yêu Trác Phục quân. Phùng Bá Dương, dừng lại. Chú Thiên Mãn, ta biết thế nào nhà ngươi cũng có tìm cho được ta. Phùng đại ca, đã 10 năm trời đại ca cố tình ẩn mặt đi tìm kiếm đại ca khắp 4 phương trời. Tìm kiếm ta để làm gì? Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi giáo chủ thần Long, ta trông đi là có ý nhịn nhường. Nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì? Phùng đại ca còn quên một việc. Biết gì? Đừng đóng kịch nữa Phùng Bá Dương. Ngươi ra đi nhưng ngươi mang theo tính vật là huyết Long Kỳ, giờ hãy mau trái lại để bảo toàn sinh mạng cho cá Phùng gia trang. Lão Phùng huyết Long Kỳ làm sao ngươi ngồi yên gì? Ngồi giáo chủ thần Long trên 10 năm bình lặng. Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng huyết Long Kỳ giá, chứ không thế nào lừa gạt được với nhà ngươi. Ngươi muốn gì? Đòi lại huyết Long Kỳ gì? Bao hôm nữa ngươi sẽ gửi về Bạch Mã Sơn.
và được để che bằng một lớp tuồng hai họ kết cùng kết hợp với nhân duyên. Khốn nạn, nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta. Vì nể mặt Trác quyết bà, vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác, ta mới đến đây để gặp nhà ngươi. Nhưng ta không thể giao huyết long kìm lại cho một tên sát nhân đó mà. Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi nhờ hình ảnh thảm sát toàn trang trại này. Chớ nhiều lời, hãy thử lại đường cuốn của 10 năm tuyệt tích đi. Ư, Ai Dương à, lại gặp Bạch Kim Dương Hồ Vũ hoàng gia. Sao ta gặp mãi nhà ngươi, hẹn lần khác. Ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi, ta hẳn bị chưa nhìn được mặt tay kiếm khách lừng danh thiên hạ. Dương Hồ Vũ kìa, Loan à, cô nương. Tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm. Không, tôi đã nhận tiền của phòng trắc chủ rồi. Một số tiền nhỏ mọn mà làm sao đổi được thanh kiếm bao. Ân ca hãy nhận cho Loan vui. Loan cô nương, xin hãy thương hại dùm một cánh chim phiêu bạc. Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời. Hồ Vũ ân ca, còn chiếc áo. Chiếc áo? Tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu. Thôi, ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu. Còn đấy, thanh bảo kiếm có khắc tên Dương Hồ Vũ, xin ân cần trao lại cho cô chủ của thanh gươm. Loan cô nương, đối với cô nương, tôi tuy là một kẻ thi ân, nhưng thật ra khi bước chân đi, tôi lại là người mang nặng nề. Mục đích tôi đến phòng gia trang bán thanh bảo kiếm, ngoài việc kiếm tiền chuộc áo và trước giờ giả biệt, tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại thâm sâu hơn biển rộng sông đầy. Lại trang trọng nhận thêm ân tình thắm mê trong trong vòng tay héo lạnh cô gầy. Dù sau này trên bước đường bốn ba xuôi ngược, bụng đói lưỡi khô cũng thề không để mất áo rời gương. Tâm thân cô lữ mang sương giang bắc gió giang nam, mà hồn cứ vọng tưởng một phương Liễu Châu kỷ niệm. Ôi ai biết được sợi tóc mềm như tơ nhuyễn mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời. Hồ Vũ ân ca, trong đời há dễ tìm thấy được phúc di tao ngộ, còn biết làm sao đành cắn răng nuốt lệ để chia xa. Từ lâu nay tôi đã sống cuộc đời rài gió trường an mai sương cam túc. Tôi thường tự hào từng trải và không ngờ lại vướng vít sóng nước Liễu Châu. Ngày ăn lữ quan thiên sương, tôi ngủ giả cầu ngọc lệ. Những chốn đã đi qua, rời xa không tiếc nhớ. Sao giờ định đi xa mà cứ nghe nặng tiểu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã cháy sản phong trần, với lớp gió mới rõ thật vô cùng mềm yếu. Nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bận biểu, mai mốt rồi đây ai xuất gia theo chồng. Hồ Vũ ân ca, vài hôm nữa tiểu muội đi lấy chồng, sao ân ca không ở lại đợi tiễn đưa tiểu muội? Đưa tiễn làm chi thêm bận lòng người đi kẻ ơ. Xin vĩnh biệt. Khoan, ân ca hãy ngồi xuống đây để nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi hãy ra đi. Ân ca có chịu nghe không? Vâng, Loan cô nương hãy kể đi.
trước giờ chia biệt, tôi ngồi để nghe kể lại một giấc mơ. Dân, một giấc mơ kỳ diệu. Cảm nắm tay hát lên khúc ca tình chung, một lời ân ái đồng thắm duyên tình, hương tình ngã khúc quan ca đã vang trong lòng, duyên thắm tươi tuyệt vời ấm lên rồi, tay nắm tay hát lên khúc ca tình chung, một lời ân ái nồng thắm duyên tình. Thắm tươi tuyệt vời nắng ấm lên rồi, duyên thắm tươi tuyệt vời nắng ấm lên. Nhưng ta không ngờ nhà ngươi chỉ là một tên đốt mạc đây hè. Chắc đại sư ca định làm gì? Ta sẽ giết kẻ định phá vỡ cuộc hôn nhân và dẫm bừa lên hôn lễ. Vậy thì chắc đại sư ca có xuống hôm đầy có thúc cho xong cuộc đời tiểu muội. Vì kẻ định phá vỡ chính thật là phùng cấm luôn một cô gái hư. Đáng được chết là tôi chứ không phải cô nương. Không, Hồ Dương ca, hãy đi đi và xin lại mang theo những gì trong mộng mị. Loan cô nương ơi, mộng của tôi bình thường như một dòng sông chảy xuôi về biển cả và không bao giờ nhận thêm một vài bất hạnh, tôi không hề trốn chạy hôm nay. Tôi đến đây như một kẻ ăn mày đang đói khát, xin từng bát cơm từng manh áo thì không thể xứng đáng xen vào câu chuyện của hai người trong cuộc sắp thành hôn. Loại thảm kịch ấy không làm ta xúc động được. Không, chắc đại sư ca, ta với nhà ngươi phải kẻ còn người mất, hãy rút kiếm ra. Không, chắc đại sư ca, tiểu muội có xứng đáng gì mà hai đại sư ca phải hờn giận?
đại sư ca một Phật tình yêu tiểu muội, xin hãy để cho câu chuyện được bình yên. Vì lát nữa đây người ấy sẽ ra đi, đã ra đi thì đã là vĩnh biệt, và tiểu muội sẽ âm thầm lên kiệu cưới để kết thúc một chuyện tình trái ngang. Còn nếu như tiểu muội có điều gì lầm lỗi thì xin đại sư ca hãy tha thứ một lần này. Long sư muội, đối với em thì anh vẫn giữ một tình yêu tuyệt đối, nhưng còn đối với gã, anh còn danh dự kẻ cầm gươm, anh không thể nào nhịn nhục được. Trác công tử, trước lối khiêu khích của công tử mà tôi bỏ đi đã là chịu nhục, xin vinh điện. Dừng lại, Dương Hồ Vũ, hãy đỡ. Vũ ca, Loan cô nương, đó chỉ là giấc mơ, sao cô nương lại quá hãi hùng? Tiểu muội sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật, rồi đây tiểu muội sẽ ngắm ngồi lên kiểu cưới, còn Hồ Vũ Ân ca sẽ đi về đâu? Xa lắm, kiếp mây quan còn biết phải về đâu. Xin giả biệt Dương Hồ Vũ. Ồ, Dương Hồ Vũ, Bách Kim Dương Hồ Vũ là tráng sĩ bán kim đây à? Thưa dân, lòng ta nghi ngờ đã thành sự thật. Phùng Cẩm Loan, hãy mang rượu ra đây cho Phùng Quả Dương được vinh hạnh trước rượu mời Bách Kim. Lão bối dạy quá lời. Ai? Ai đang đánh đánh trên mái ngôi? Bọn các ngươi là ai? Thánh cô và Bạch Kỳ sứ thần Long Giáo. Dương Hồ Vũ đã mặc kế điệu hộ Lý Sơn của chúng ta rồi. Chúng mày muốn gì? Muốn đòi lại Quyết Long Kỳ. Phùng Bá Dương, nếu muốn sống hãy giao trả Quyết Long Kỳ cho bạn giao. Bọn phản loạn, lũ súc sinh, ta có thể chết chứ không thể giao bảo vật cho Phường vô lại. Đó là đại lão muốn hội ngộ cùng Diêm Cung, đừng trách ta sao độc ác. Phùng Bá Dương, hãy xem đi. Ừ. Trời, sư phụ, bọn khốn kiếp đã đánh lén hại sư phụ ta rồi. Trác cùng quấn dừng tái lại, đừng xuống động. Hãy nhìn đi, bốn phía bọn giáo chúng đang đằng đằng sát khí, chỉ chờ một lĩnh truyền là máu đổ thịt xương tan. Nhưng Mộng Thúy chẳng đành lòng nhìn thấy Trác Phùng quân, phải liệu mình gục chết thảm thương. Chàng hãy xem gương sư phụ là Phùng Bá Dương mà quy phục thần long, đừng bỏ mất một tương lai đầy hoa mộng. Mộng Tí đang chờ đợi cuộc tao phùng, sẵn sàng nướng cội bá tùng. Thôi cấm đi, loại ma dao quét độc tẩu xói đi làng, ta quyết rửa sạch cho sư mộng. Sư phụ ta nằm kia ta phải trả thù, thù hòa hận lấp đường tình. Đó là tại chàng tự dương lấy quả thúy đau lòng truyền lệnh ra tay. Giáo chúng hãy ra tay, nhưng nhớ chớ gây thương tích cho chàng. Hãy dồn cùng quân vào một góc và bắt sống chàng, ta sẽ thưởng ngang vàng. Bọn thần Long Giáo, hãy xem bảo kiếm của ta. Ông lại, tại sao lại can thiệp vào chuyện của ta? Các phùng quân, đừng vô lễ với Bách Kim Dương Hồ Vũ. Bách Kim Dương Hồ Vũ? Trời ơi, phụ tân, sao phụ tân ra thế này? Loan Nhi, con hãy mang bầu rượu đến cho cha. Bách Kim, tiểu huynh đệ, dạ, hãy uống với ta một chung rượu để cho ta gửi chút tâm tình. Huynh đệ hãy uống đi. Vâng, tại hạ uống đây, và xin lão bối cứ dạy. Ta chết đi mà mang theo niềm âu lo sầu muộn,
vì không bảo vệ được vương tròn hôn lễ của con ta. Chỉ còn vài hôm nữa, với bao niềm ưu tư sầu khổ, rồi nữa đoạn đường phải gục ngã đau thương. Cha, sư phụ, tại hạ phải làm gì giúp đỡ lão ấy? Hãy uống với ta một chung rượu, chia biệt sao cùng, cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ. Khi gặp một người tri kỷ mà chưa cạn hàng nguyên, tại hạ đến nơi đây ràng tinh siêu, rồi lại phải lên đường như một cánh chim say gió dặm trường. Một chung rượu này thôi rồi ngàn năm vĩnh biệt, hãy uống cho cạn tâm tình của một buổi chia ly. Tại hạ uống đây mà lòng riêng còn ân hận, với ân nghĩa thâm sâu không có dịp đáp đền. Nhìn phụ thân quằn quại mà con nghẹn đau hơn. Thưa sư phụ, mối thù hôm nay con thầy phải rửa cho sạch nợ. Các con không phải là đối thủ với bọn thần Long Giao. À, Bạch Kim huynh đệ hãy thương ta, một kẻ sắp lìa đời đang trăng trôi. Hãy ráng bảo vệ kiểu cưới của con ta về Bạch Mã Sơn. Bảo vệ kiểu qua về Bạch Mã Sơn? Sao huynh đệ chẳng bằng lòng chăng? Không, tại hạ xin hứa. Phụ thân, con không được cãi lời cha. Dù cha chết nhưng hôn lễ vẫn phải cử hành. À, còn đây là huyết long kỳ, di vật của tổ sư truyền lại. Các con giữ lấy mà khôi phục kinh giao sau này. Trác Phùng quân, dạ con nghe rõ không? Dân, con nghe rõ lắm và xin ghi khắc lời ký thác. Thôi, đủ rồi. Bạch Kim huynh đệ, nhớ ráng giúp ta xin vĩnh biệt. Phụ thân, trời ơi, cha tôi đã chết. Sư phụ, phục lòng. Tuyết đến giáo cánh non bồng, du sơn một giấc chẳng bỏ cuộc đời. Lão già buông ra, du trên đại thôi. Đừng kêu la kháng giọng cũng đừng hy vọng, ai đến nơi này cứu được nàng đâu, đến đây với ta. Kìa, Niệm cô nương, vô danh đại ca ơi, còn gì nữa? Nó đã hại cuộc đời của muội, nó đã giết cha mẹ của muội rồi. Còn gì nữa? Một cuộc đời trong đau suốt ngậm ngùi, một người con gái cô đơn nhận lấy nỗi đau thương, tan nát một cành hoa, xin từ ta một lần rồi xa cách ngàn năm, xin vĩnh biệt. Niệm cô nương ơi đừng quỷ hoài, chẳng tiếc thương một đời qua mới vừa hé nụ, đừng dối bỏ trần gian khi hận quang nặng mang, thù sâu chưa trả hãy cắn chặt môi nuốt
dòng lễ thám tìm lấy niềm vui gượng sống ở trên đời. Dù phải sống trong đau tối ngậm ngùi, dù đắng dù cay ngàn sầu vàng khổ, dù đóa hai đường đã lỡ mất một thời thôi, cũng như đại ca suốt một đời cô độc, giấc mộng đầu đời vừa vỗ cánh bay cao. Hãy uống uống cùng đại ca chung rượu để tìm giữa đắng cay một hương vị ngọt ngào. Từ đây và mai mai bao nhiêu công trình của một đời con gái đã vỡ tan trong giây phút không ngờ. Tiểu muội không còn dám nhìn ai được nữa, từ bây giờ xin vĩnh biệt đại ca. Kìa cô nương, kìa Trác Hùng Quân, kìa chú cô nương, hiền thê của ta. Có gì đâu mà Trác Hùng Quân kinh hoàng sợ hãi, chúng tôi chỉ mượn đỡ Kiều Hoa và đưa Loan cô nương về đại sảnh thần Long Giáo. Khốn nạn, ta sẽ giết chết lũ ngươi không chừa một cái cả. Phùng Quân ơi, nếu được chết cận kề bên Phùng Quân mãi mãi, thì chú Mộng Thúy xin cúi đầu chấp nhận cho hai bên sông xưa cùng xuôi mái mộ con đò. Đó là một tình yêu không đợi không chờ, nhưng được dưỡng nuôi bằng tấm tình tha thiết của một lần gặp gỡ đầu tiên. Rồi hôm nay người ta đi lấy vợ, bỏ lại bên đường một cô gái sầu tư. Tại sao Phùng Quân không nói một lời nào, dù một lời nói đơn sơ để tạ từ vĩnh viễn? Chú cô nương, xin đừng phá vỡ cuộc hôn nhân để chúng ta được giữ lại chút tình bằng hữu. Lòng tiểu muội đang vô cùng xúc động, còn gì đâu là mong mỹ ở ngày mai. Thúy ơi, tại sao Thúy lại dưỡng nuôi một tứ tình điêu không đoạn kết, cho mùa xuân vượt khỏi tầm tay và thương đau làm quặn thắt linh hồn. Chúng ta đã gặp nhau trong tệ nái muộn màng, tôi không thể trong giây người trong mộng vậy. Thúy đừng hờn trách kẻ ra đi, ví như chúng ta là hai kẻ lỡ đường bên quán trọ tạm nhìn nhau giây phút để chia tay. Rồi mai rồi mốt đường đôi ngã cứ xem như là người kẻ là người xa. Nhưng muội không thể nào quên được Trác Hùng Quân, đời có gái chỉ một lần yêu là hết.
tôi đã có người yêu và bây giờ đã là vợ tôi. Rồi đây Phùng Quân sẽ sống êm đềm hạnh phúc, còn Chu Mộng Thúy trọn kiếp sẽ cô đơn. Những ước mơ thầm kín trong hồn sẽ tan biến như sương mai trên cỏ rối. Không, tôi sẽ giật dành lại một mùa xuân tuổi mộng, giữ gìn trọn kiếp một tình yêu. Trác Phùng Quân, nếu người cố tình chối bỏ thì đừng trách phiền câu chuyện sắp xảy ra. Chung quanh đây có hàng vạn môn đồ thần long giáo, chờ một lĩnh truyền thì máu lửa sẽ tan quang. Nếu muốn bảo vệ gương tròn cô gái ấy thì Trác Phùng Quân phải chấp nhận một con đường. Con đường nào? Trả cô gái lại cho Phùng Gia Trang và theo Chu Mộng Thúy về thần long giáo. Không bao giờ, không bao giờ ta có thể lìa xa long sư muội của ta được. Giáo chung, hãy nghe lệnh của thánh cô truyền, cướp đoạt xe qua. Đói Phùng Quân lại cho ta. Kìa Mộng Thúy, Thúy. Kìa Bạch Kỳ Sứ đã bị trọng thương. Bẩm thánh cô, dù cho mạc tướng có chết ở nơi đây trong chiến trận hôm nay, cũng quyết chẳng đổi thay một tình cảm thiêng liêng còn mang nặng ở tâm tư trong suốt cuộc đời. Xin cảm tạ ơn người đã gìn giữ chân tình trong giây phút đau buồn. Ta chợt thấy cô đơn một giấc mộng xa xăm, làm sao xuyến con tim trong giấc ngủ bình yên, như còn mang nặng khối ưu phiền. Tâm coi mạc tướng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không dám nhìn cao để mơ tưởng những gì sao đang rực sáng, mà chỉ cúi đầu chấp nhận một tương lai buồn thảm đang đè nặng xuống linh hồn. Như một dòng sông đã lạc hướng xa nguồn, trôi mãi miết về một phương trời vô định, không biết phải dừng lại ở nơi đâu. Đó là một sự thật đớn đau dành cho một kẻ suốt đời mang bất hạnh. Xin thanh cô hãy niệm tình tha thứ cho những khúc nói thầm kính kẻ không phò. Bẩm thanh cô, đã cướp được kiểu qua nhưng không có một ai trong kiệu. Sao lạ kỳ như thế? Ta truyền lệnh đi tìm kiếm cho ra cô gái ở Phùng Gia Trang. Bạch Kỳ Sứ, hãy theo ta. Thanh cô, thanh cô ơi, xin hãy chậm lại một vài giây phút cho mạc tướng được nói lời nói sau cùng, cho tâm sự rơi đi niềm hận tôi, cho linh hồn được an ổn giữa hôm nay. Rồi lát nữa đi, một tâm thân hèn mọn, một cuộc đời bèo bọt, một thanh gươm mạc tướng không biết mình còn sống sót hay phải gửi thầy trong cả buổi lâu đài. Xin thánh cô hãy giữ gìn ngọc thể của một vì sao ngự trị giữa ngôi cao, còn mạc tướng rơi vết thương nhỏ mọn thì có xa gì đâu một số kiếp dâu bèo. Bạch Kỳ Sứ, đừng làm cho ta thêm buồn thảm, tướng quân hãy trở về điều trị vết thương. Không, mạc tướng quyết kề cận bên thanh cô và quyết được chết chứ chân nàng như một loài cỏ dài. À, thôi được, Bạch Kỳ Sứ hãy theo ta.
Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lệ. Nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của phùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bông mắt đắm chìm trong mộng mỹ thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vậy xin năm thầm trả áo ai trao, như thầm trả lại lời thề nguyện hỡi Loan. Trả áo em là trả luôn tình đầu tiên. Đường đôi ngã ly tan, tình mộng vẫn vương mang. Đang xúc động âm thầm, rồi em đi lấy chồng. Ta ngậm ngùi trong theo áo bay, sắc pháo rơi đỏ trên đường đi. Rời kiều hồng em theo tiếng ai, đang cất hương xót xa niềm riêng. Kìa, Loan cô nương, sao cô nương lại có mặt nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội? Để nói với anh lời sau cuối rằng muội đã trót yêu Hồ Vũ Ân Ca. Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng. Nhưng biết làm sao, gì đó là sự thật. Không, xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao, được dấu kính giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thì Loan cô nương chớ vội nói ra, chỉ làm đạo đơn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phong. Xin hãy giữ kính niềm điên nằm tầng đáy linh hồn, và xin coi như một chuyện buồn thiên cổ ẩn bằng mong tưởng. Để rồi khi dấn thân vào trong các bụi sương mù, tôi vẫn gợi lại sau lưng từng niềm mơ ước. Hồ Vũ Ân Ca, em biết lòng Vũ Ca vô cùng cao thượng, nhưng còn gì đâu mà cử hành lễ tân hôn. Tại sao, tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao Loan cô nương lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình? Tại vì bọn thần Long Giáo vô tình phá vỡ, nên đã cướp đoạt kiều hoa và bắt các đại sứ ca của tiểu muội đi rồi. Rồi cũng một rửa với thời gian. Xin để cho tôi đi cứu trác phùng quân trở lại. Dân, Hồ Vũ Ân Ca hãy đi đi, đi giữ tròn tiết tháo của một kẻ cầm gươm. Tôi không cầm tiết tháo, mà tôi chỉ mong cho Loan cô nương được hạnh phúc mà thôi. Loan cô nương,
nhớ hãy chờ đợi ở chỗ này, tôi sẽ đưa các phụng quân trở lại. Cô bé ở vùng danh ra, lần này thì đừng mong thoát khỏi tay của thánh cô chú Mộng Thúy. Chú cô nương còn muốn gì nữa? Tại sao cô nương cứ theo phá rối chúng tôi? Vì ta yêu Trác Phùng Quân, ta muốn chiếm đoạt người ấy về ta vĩnh viễn. Hãy xem đi, sát hồn phóng. Trời ơi, từ đây nàng sẽ đuôi mù trọn kiếp. Bạch Kỳ Sứ, hãy rạch nát mặt của ta. Khoan, dừng lại, hồn kiếp. Bọn bay chạy đâu cho khỏi? Trác đại sư ca, Loan muội, bọn chúng đã chạy hết rồi. Sư muội có sao không? Tiểu muội đã bị mù đuôi mắt. Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đầu xuân thầy. Còn gì đâu là đôi mắt mấy mèo, còn đâu những buổi chiều vàng nhìn qua son rụng trắng, anh đưa em về trong thôi nắng hoàng hôn. Em nhặt hoa son cài lên mái tóc mà bảo là hoa của tình yêu. Anh thầm nghĩ đến một thiên đường mở rộng đưa hai chúng ta vào trong giấc kỳ mộng huy hoàng. Giờ thì không còn gì nữa, trước mắt em là bóng tối thâm, lòng của em đang vô cùng tuyệt vọng. Trạc đại sư ca ơi đã hết rồi. Dù trước dù sau anh vẫn yêu em như buổi hôm nào, lòng anh không có gì thay đổi hết và tình yêu bất diệt đến ngàn sao. Loan ơi, em hãy cầm lấy tay anh, nghe rung cảm tràn đầy trong mạch máu. Này là dành môi đây mái tóc anh vẫn trọn đời trèo mến nâng niu. Loan ơi, em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, làm cho anh thêm bối rối xôn xao. Hãy để cho anh được đủ đầy nghị lực hầu vượt qua cơn sóng cho phủ quanh mình. Chắc đại sư ca trở lại còn Dương Hồ Vũ. Loan muội vẫn còn quan tâm đến gã. Gã đang ở tất tháp cổ qua lư giao chiến với bọn thằng Lâm và bị dây cũng ở tại tâm đàn. Trời ơi, sao đại ca lại bỏ Vũ, trong khi Vũ liều mình giải cứu đại ca? Sao em cứ lo việc an nguy của Vũ đàn? Người đã vì hạnh phúc của chúng ta, chớ có gì mà anh phải nghi nan. Đời em giờ là một cô gái tật nguyền, đâu còn gì xứng đáng ở dưới phùng quân. Loan sư muội, ở đây mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo mai như sầu dục già. Tiếng chuông chiều buồn bã dòng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái. Loan sư muội, anh vẫn yêu em mãi mãi. Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tâm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim mình. Loan chỉ là một người con gái hư hèn, không đáng được nâng niu triều mến như thuở nào còn bé bỗng. Ngày xưa Loan hờn trách đại sư ca, thì đại sư ca vốn dẻo
nói ra sự thật, vì cũng muốn giữ trong lòng trong tôi với đại sư ca. Nếu đại sư ca không dễ dàng tha thứ thì tiểu muội xin trở lại vùng quê xưa, chôn kính cuộc đời trong tối tâm buồn thảm, không còn nhìn được màu sắc cỏ hoa xưa với những con đường mang tên kỷ niệm, với những đêm thu phơi tóc dưới trăng ngà. Các đại sư ca, mùa thu ở đây có xanh như màu mắt của lá vàng trái nắng buổi chiều hôm, hay chỉ là một màu đen thâm u triệu nặng như cuộc trời tâm tôi vô cùng cấm đoan. Tiếng bước chân của ai? Kìa, Trác huynh, phải vũ ca không? Vũ ca! À, trời ơi! Đôi mắt của Loan cô nương tại... Tại sao thế này? Tại sao? Bọn thần Long Giáo đã dùng sát hương phân ám hại. Trời! Hồ Vũ đại ca, hình như người đang bị trọng thương. Không! Không! Tôi đã phá tan sòng huyệt bọn thần Long Giáo, vội vã về đây để tiễn bước Loan cô nương và Trác công tử về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Ân ca, em đã mù rồi. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa. Giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thăm tôi hơn. Bạc đen không làm héo môi hồng, trên chuyến đò sang sông cô nương vui đào vợ chồng. Cô nương không cần chờ mong thôi. Không, em sẽ nghe chừng nhiều lá khô rơi. Là thu đã về rồi, và dòng ve sầu ni non. Là trời đã chuyển mình vào sẽ nhìn nhiều cái niệm hương. Anh sẽ tìm một danh đi chạy chữa tặng tặng cho mắt em được bình thường, để nhìn đời và vui hơn. Đời đâu còn vui được nữa vì có mặt sát nhân vô quyết kiếm ở đây rồi. Trời ơi, sát nhân vô quyết kiếm! Cô gái mù đuôi kia, hãy giao cho ta chiếc hộp mà phụ quả dương trước khi chết đã giao lại cho cô bé. Không, vật gia bảo của phụ thân tôi không bao giờ giao cho ai hết. Đừng ngu xuẩn, Dương Hồ Vũ đã bị trọng thương, gã không bảo vệ được các ngươi đâu. Trời ơi, Hồ Vũ ân ca đã thọ trọng thương. Không, không, Loan cô nương đừng tin lời gã. Tôi vẫn còn đây sừng sững như loài cổ thụ. Tôi vẫn còn đây để bảo vệ cuộc hôn nhân. Và tôi vẫn bình an trong kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở sau cùng. Và tôi quyết tâm đưa trong tờ giới cô nương an lành về Bạch Mã
sợ. Chứ còn lời lão đã thi thác gì ngôn. Công tử ơi, hãy đưa Loan cô nương về Bạch Mã. Tôi nguyện ở đây tận diệt lão đồ. Về tới Bạch Mã Sơn mới chắc được an toàn. Ta bảo hãy giao cho ta hộp gia bảo đựng huyết long kỳ, đổi lại ta sẽ cứu sáng đôi mắt của bé đó. Đây là thuốc giải độc chỉ có một mình ta có mà thôi. Long sư muội, hãy trao huyết long kỳ lại cho anh. Nhưng đó là di vật của phụ thân. Hãy cứu lấy đôi mắt em rồi mọi việc sẽ tính sau. Dân, huyết long kỳ đây, hãy trao cho ta thuốc giải độc đi. Hãy đưa cho ta xem trước coi có đúng thật là huyết long kỳ chăng. À, đúng rồi. Đúng là huyết long kỳ, tinh vật di bảo trường giao. Trao thuốc giải độc cho ta. Ngu xuẩn, đừng mơ mộng hảo huyền. Thuốc giải độc chỉ dành riêng cho người có thân bổn giao. Khốn nạn. À, Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca! Không, tôi vẫn bình an. Vậy các công tử hãy xóm ra đi, vì Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ. Đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng bay chiều. Đời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thì xin chớ nặng lòng bận biểu. Nên nhớ rằng bèo hộp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của công tử với cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rượu. Vậy xin kính chúc hai người tròn duyên giai ngầu, bền vững thương yêu và hạnh phúc được vuông tròn. Còn Vũ ca? Còn tôi? Tôi sắp phải đi xa. Xa lắm. Dương Hồ Vũ, ông đã... Đừng công tử. Ông đi thiệt sao ông? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vậy xin trắc công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cấm Loan. Lời nghẹn ngào tôi không có gì chúc mừng hôn nhân, ngoài mối tình thâm xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút chia tay, từ hôm nay và mãi đến trọn đời. Vũ ca ơi, sao lòng em mộng nhiếp lo sợ. Với một niềm đau quốc cơ nghẹn, phải chăng mình sắp dính biệt nhau rồi? Còn đây
đường về bên nay xa xăm. Còn chút kỷ niệm của hôm nay xin đã tạ lòng thương thương trước mắt tôi sao mờ mịt. Loan cô nương ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau rồi, xin đừng vì thương tiếc người một người mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai. Giọng nói của Vũ Ca đứt đoạn như giọng nói của một người sắp giả biệt cuộc đời này. Không, không, tôi vẫn bình an và sắp phải đi xa, xa lắm. Trác công tử, đừng nói gì, và xin hãy thương yêu Cẩm Loan trọn đời, trọn kịp Dương Hồ Vũ. Vũ Ca, chuyện gì đó? Anh ấy đã ra đi. Ra đi? Tại sao Vũ Ca không giả từ tiểu muội? Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa. Cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi. Lạy trời cho anh ấy được bình yên, lạy trời cho Vũ Ca không còn đau khổ nữa. Vũ Ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Thôi, ta hãy về Bạch Mã Sơn cho trọn ước nguyện của người đã đi xa, vĩnh viễn. Vũ Ca, Vũ Ca.